Rồi, ok, xin chào các bác. Thì không những em chỉ là trung gian cầm tiền rồi test máy rồi thay linh kiện tùm lum hết mà em còn trung gian bán máy nữa các bạn. Thực ra bán máy thì nó hơi bị gọi là bán hộ máy các bác, nó hơi bị lòng vòng tí. Thì cái máy này này có một bác mà có bác ấy đi Nhật, bác đi Nhật về, không phải đi Nhật về mà bác ấy mua con máy này ở Việt Nam cũng bản Hàn, xong rồi bác ấy mang đi Nhật. Mà đi Nhật nhưng mà ở bên Nhật thì lại đếch nhận SIM các bạn. Đã không nhận được SIM ở bên Nhật. Thế là bác ấy bảo là gửi về cho em để mà em bán dùm cho bác ấy. Đấy, đây bác ấy bọc rất cẩn thận, có một cái khăn này. Đấy, người Nhật có khác. Rất cẩn thận. Ôi, khăn đẹp luôn nha các bác. Khăn tuyệt vời luôn, cái này chắc là lau mặt được. Chắc là lau mặt được, ngon luôn. Thế là đỡ một cái khăn lau mặt các bạn. Thì bác ấy đóng hộp luôn. Thì hộp này của con Redmi Note 11. Nhưng mà con trong này không phải Redmi Note 11 đâu nhé. Trong này là con V50. Ây da. Chắc có ai dùng con này nữa. Ok. Thì đây là một cái ốp. Cái ốp này thì ốp ốp silicone loại lởm thôi nhá. Mà ố vàng rồi. Đây và có mở cái này ra. Rất cẩn thận. Nó hơi chật so với cái ốp này mà. Cái này hơi chật. Đấy. À dạ. Thì ở trong này này nó có một cái củ sạc của LG luôn. Đây các bác có thể thấy thông số. Thì như củ sạc này làm thế là không biết là nó xịn hay không nhưng mà thấy nó hơi hơi lởm lởm các bạn. Cũng của đồng hồ đây nhưng mà em cảm giác nó hơi lởm, hơi nhẹ. Đấy. Và đây là cái cáp sạc này thì không có gì đặc biệt cả. Ok. Thì trong này hết rồi. Thì cái con máy này bác gửi về cho em ấy để mà em test và em sẽ bán con máy này. Đấy, thì đây là một cái con V50 mà cũng bao gồm cả màn hình phụ nữa. Đấy, trong quá trình gửi về thì nó hơi bẩn chút, hơi bẩn nhé. Bật nguồn lên xem nào. Ok, đấy. Hơi bẩn chút để em kiếm gì em lau. Các bác mà dùng cái màn hình phụ này thì các bác thường xuyên phải vệ sinh cái màn hình ở bên trong này đi nhé. Tại vì nó mà bẩn đấy, nó mà bẩn nó sẽ úp hai cái mặt vào nhau, nó sẽ gây xước. Nên các bác chú ý. Ok, con này lên màn hình rồi. Nói chung là con này hơi bẩn các bạn. Này, màn hình bật màn hình kép. Đó, lên màn hình kép bình thường nhé, nhận bình thường đấy. Con này nhận bình thường nhé. Có màn hình phụ luôn nhé. Ồ, à. Đấy. Ok. Ok luôn. Thì con này em sẽ test thử mấy cái như kiểu là trước tiên cũng phải nghe gọi các bạn. Con này sẽ bán mà. Con này bán mà test sim không được thì là vứt đi. Chờ em chút thì em lấy cái sim. Đây. Cái sim đây thì khi mà lắp sim thì các bác lại phải tháo cái màn hình phụ ra. Đấy. Thế nó mới đau rồi nhé. À dạ, chắc phết nhỉ. Lâu lắm không dùng màn hình phụ V50. Ok. Thì con này bác ấy bảo là bản Hàn đây. Đúng là có số series đây. À, có thể thấy này. Ok. Lắp sim. Nhận đấy, đang xoay xoay rồi. Đấy. Ok, nhận sim rồi. Mấy cái thiết lập vớ vẩn này. Đấy, có LTE bình thường nha các bác. Đây. Có LTE bình thường. Đây, cho các bác nhìn rõ luôn. Có lên tới bình thường nhá. Gọi 900. Có tiệm cận ok. Long ngoài ok.
tiếp cận ok nhé. Rồi, có nghĩa là cái này là sim sóng bình thường, ngon. Từ quả wifi này là nếu không may không nhận wifi. Ok, đang tìm địa chỉ wifi rồi, có nghĩa là sẽ nhận wifi thôi. Ok, wifi bình thường nhé. Em sẽ test thử cái màn hình xem nó có vấn đề gì không. 8 tăng sao 500. Ok, test cái màn hình này. Test cái lần sạc đi, cái lần sạc thì bằng không này đấy các bác thấy không? Những cái máy mà dùng lâu rồi có thể số lần sạc vẫn bằng không nhé. Bitinfo luôn này, 11 luôn này, đấy máy 211 luôn này, không phải lo. Rồi, LCD test, manual test. Rồi, sẽ soi rất kỹ cái phần ở cái nền xám này. Không thấy gì các bạn. Lại phần nữa xem nào. Quên, cái nền trắng này thì không làm. Rồi, ở cái nền trắng này soi phải soi nghiêng các kiểu các bạn. Thì như cái nền trắng này em thấy là cái phần thanh điều hướng này này, cái phần thanh điều hướng này, xem gần lại các bác có nhìn thấy không, cái phần thanh điều hướng này nha, nó hơi hơi thôi, hơi hơi một chút thôi. Nói chung là chắc chắn qua camera này các bác không nhìn thấy, nhưng mà ở mắt thường là em có nhìn thấy, nhưng nó hơi ám một chút xíu thôi, nó không bị hiện số đồng hồ đây mà nó có cái đường cắt từ cái tay thỏ này này sang bên này đấy, sang bên này, ở những cái nền này sẽ không thấy đâu. Test lại phát nữa đây này, lên trắng này thấy này, lên trắng đấy, có nghĩa là nó sẽ hơi bị ám nhẹ ở cái thanh này, ở cái thanh thông báo này xíu thôi. Nói chung là nếu bắt nào không tinh thì không thấy đâu, mắt em thì em hay nhìn quen thì em thấy thôi. Đấy, cái gì nó thực tế có thì em bảo nó có thôi đấy. Còn bên dưới này thì không sao, hơi trắng trắng hơn một chút nhưng mà chưa thấy ám. Chỉ mỗi cái này nhé, thì cái việc mà cái thanh này nó bị ám ấy, đây này, chỗ này có thể các bác có thể thấy này, nó bị ám, việc mà nó bị ám ở cái thanh cắt từ đây đến đây là tại vì cái việc mà cái thanh thông báo này nó hiển thị thường xuyên ấy, thì nó dễ bị là cái điều đương nhiên. Bác nào mà không để ý cái vấn đề này thì nó hay bị cái chỗ này nhất, sau đó là đến cái điều hướng dưới này. Điều hướng thì con này chưa bị, nhưng mà con này thì bị nhẹ, rất là nhẹ thôi, chung là cực nhẹ luôn ấy. Nếu bác nào mà không tin không nhìn thấy đâu, và trong quá trình sử dụng hàng ngày chắc chắn nó sẽ không ảnh hưởng gì cả đấy, thì nhưng mà có thì vẫn phải bảo có thôi đấy. Rồi ok, màn hình thì nó như vậy. Sẽ là test cái gì đây nhỉ, cái màn hình phụ thì ok rồi nhá, sẽ test mấy cái thứ trong này nữa, như kiểu là tiệm cận này ok nhá, cảm thấy tiệm cận này ok này, ok nãy test rồi, rung này, rung ok này, rung ok này, cảm biến con quay này ok này. Đây, cái quan trọng nhất là cái cảm ứng nữa. Đấy, cáp cường nên nó phải ngon, không ngon thì là bớt đi đấy. Ok các bạn, sơ sơ là ok rồi. Ok, camera thì tia ra kia test được không sao đấy, còn test cái áp suất. Áp suất thì không biết con này còn hay không, đây đóng kín lắm rồi, các thứ đóng kín này nhé. Ở con V50 này nhé, các bác thấy nó có một cái lỗ cân bằng áp suất đây, thì nhiều ông shop ấy bảo là khi mà test áp suất ấy thì bịt cái lỗ này lại, thì ông shop đấy mà nói, ông nào shop nào mà nói thế là hoàn toàn sai nhé, không ai bịt cái lỗ này cả, không ai bịt nhé, bịt thì nói mình chết gì nữa đấy. Để nguyên mà test rồi, đây là đang là 1003.46 nhé, không lên gì cả, 1003.45, 1035, bóp rất khỏe rồi đấy. Đấy, có nghĩa là con này nó chỉ nhảy được khoảng 0.1 thôi, coi như thế là mất áp rồi. Và đây em sẽ bịt lại cho các bác xem nhé, bịt cái lỗ cần một số lại, cũng không lên luôn này các bác, bịt rồi đấy nhá, bịt cái lỗ cần bằng áp suất rồi này này đấy, bịt nó không lên đâu đấy, cho nên con này chắc chắn là mất áp suất rồi, mất áp suất rồi. Ok,
thì không cần phải test nhiều nữa, bịt cũng cũng mất thì nói làm gì nữa. Đấy, ok, thoát cái này ra đã. Đấy thì tí nữa sẽ soi cái ngoại hình nữa, quan trọng là cái ngoại hình. Rồi ok các bác, thì thoát cái này ra, cái này không cần phải test nhiều, thì test camera nữa thôi. Đây, test luôn camera rồi mới ngoại hình sau nhé. Đây là cắm trước này, ok này, góc rộng, góc nhạt này, ok. Xoay lại này, góc thường này, gần này, ok này. Đấy, đèn flash xem có không nào. Có nhá, ok, quay phim có flash xem nào. Có flash bình thường nha các bác. Đấy, cắm sạc xem là nó có cái đèn led 5G không nhá các bác. Không, các bác lại bảo không có thì lại chết. Không thấy gì à? Có sạc nhanh nhé, sạc nhanh bình thường em test đây, sạc nhanh bình thường. Nhưng mà à rồi, đèn 5G có nhé, ok, bình thường. Rồi kiểm tra cái vân tay nữa, vân tay có không nào? Đây, vân tay như thế này là có rồi các bác, nhìn nó có cái này là có rồi, nó không bị chập chờn đâu. Ok, như thế này là có rồi, không cần phải thử. Âm thanh xem có rẻ không. Nói chung là con này thì âm thanh nó cũng không không hay lắm, không cần phải test. Rồi em sẽ test cái ngoại xem cho bác cái ngoại hình nhé. Thì đây là cái cạnh phải này, cạnh phải xem con sao không, lau đi. Ok các bác, cạnh phải thì còn khá là đẹp, mấy cái góc này cũng còn khá là đẹp. Rồi đây là cạnh dưới này, ôi con này cạnh dưới ngon các bạn, cạnh dưới này đẹp lắm, trên cái cổng sạc còn 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 như chưa xước cơ mà. Đấy, góc cũng chưa sao cả. Rồi đây là cạnh trái, cạnh trái cũng thế thôi, cạnh trái ngon nhé, cạnh trái ngon luôn, cũng góc chưa xước luôn. Cạnh trên cũng thế, cạnh trên cũng ngon luôn. À, cạnh trên có hơi bị chấm phẩy. Đây, cạnh trên nói chung là cũng ngon, nhưng mà đây nó có, nhưng nó kia kiểu bị cái vết gì ấy, nó kiểu bị vết hóa chất nó vặn bẩy nó vấy vào ấy. Đấy, nó không phải là xước nhé, nó như kiểu bị bong sơn nên là bị chảy sơn gì đấy thôi, không phải là xước nhé, không phải cấn cũng không phải xước. Đấy, ok, hơi tí thôi nhưng mà ngoại hình như thế là đẹp rồi. Thì đây là cái mặt sau này, mặt sau em soi luôn, mặt sau xem nào. Mặt sau thì đương nhiên là các bác sẽ phải thấy sức răm rồi, không ai tránh khỏi được. Nhưng mà mặt sau như này là đẹp, quan trọng là mấy cái chỗ camera này này nó ok. Đấy, các bác có thể thấy camera chưa xước luôn. Đấy, ngon nhé, chưa xước nhé. Rồi sẽ xong cái mặt trước, lau sạch đi đã. Ok, thì cái mặt trước này cũng thế thôi, nó cũng sẽ phải sức răm thôi. Ở dưới này sức răm tí tí thôi, nhưng mà đây có một vết sức dài hơn tí này, ở cái gần cụm mà thoại này này. Đấy, ok, như thế là cũng hơi xấu chút thôi, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì đâu. Ok, nói chung là nó hơi sức một chút. Như con này là ngoại hình ok rồi nhé, tất cả các thứ ok, trừ cái mỗi pin nữa thôi. Cái pin thì em chưa biết là nó có ngon hay không, sẽ thử quay video 4K một phát xem là nó như thế nào nhé. Tại vì cái camera này, cái pin này các bác phải 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 bật flash luôn, các bác phải phải dùng các bác biết được, chứ cần test một tí này thì không biết đâu. Bây giờ là đang là 56% nhé, 56% thử test xem nào. Video 4K thì nhé, 4K thì nhé các bác. Rồi bật flash lên, quay trong vòng 1 phút xem nó hết bao nhiêu nhé, 56%. Đấy thì trong lúc nó quay như thế, em để đây, đấy, để đây nhé. Và sẽ show cho các bác cái màn hình phụ, tại vì bác ấy bán là bán cả bộ mà. Thì cái màn hình phụ này anh thấy là ngon này, chưa xước này, không phải là chưa xước mà nó ít xước lắm. Đấy, nó còn ngon lắm, nhìn ngoài nó còn ngon
Đấy, đấy là mặt trong thôi, mặt trong thì nó còn ngon nhé. Còn đây là cái mặt ngoài này. Nói chung là cái mảnh phụ của con V50 ấy, thì nó là cái mảnh phụ đời đầu mà. Đấy, nó còn nhiều cái điểm hạn chế. Đây là cái các bác có thể thấy này. Cái bản này nó khá là hơi sập sạch ấy. Đấy, nó không được ngon này, các nhìn nhé. Đấy. Đấy, cái bản này nó sẽ không được ngon hẳn đâu. Nó không như con V50S, con V50S ngon luôn nhé. Nhưng con này thì bản này hơi sập sạch này, các bác có thể thấy này. Đấy, các bác nhìn nghe thấy không? Đấy, và cái phần sau này này thì nó ngoằng hết rồi. Tranh thủ là hết 1 phút rồi các bạn. Đây. 1 phút rồi nhá. Đấy. Thì nó còn 55% nữa. Đấy, thì em thấy là như thế là khá ổn. Nhiều bác khi bảo là test đến 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 dưới 10% xem nó, hoặc là 1% xem nó bị sập nguồn hay không ấy, thì nói chung là test như thế thì mất thời gian lắm. Nó không đáng để phải làm như thế cả, trừ khi nào bác nào mua về dùng một thời gian thôi, chứ còn cái máy này thì em thấy như thế là ổn rồi. Tiếp theo là sẽ vẫn sâu cái màn hình phụ. Thì cái mặt lưng sau này này thì bị nói chung là chóc sơn hết rồi, các bạn nhìn thấy này. Nó không còn đẹp gì mấy. Mặt sau thì nó cũng được chấp nhận được thôi. Nhưng mà nó không còn logo mịn mờ như này. Đấy, còn cái mặt trước này. Mặt trước này thì cũng sức răm thôi. Đấy, nhưng mà nói chung là dùng cũng được. Ok, nói chung dùng được cái bình phụ này thì vẫn còn khá ổn. Đấy chưa? Đấy, sẽ phải lắp lắp vào kiểu này. Ok các bác. Nhận bình thường nhé các bác. Đấy. Két luôn cả cái mảnh phụ này xem nào. Sao thăng 5 4 6 3 6 8 thăng sao 5. Test luôn cả cái cảm ứng của cái mảnh phụ này xem nó có vấn đề gì không. Đấy. Ok các bác. Ok các bác, thì em vừa test cái màn hình phụ này thì cảm ơn nó ok nhé. À, quan trọng nữa là cái màn hình phụ này nó có bị ám ố gì không ấy. Đây thì phải vào cái phần này. LCD test này. Manual test này. Tại vì cái màn hình phụ ấy nhiều khi nó cũng bị các bạn. Sao đây? À, nó bị lỏng, nó bị lỏng. Rồi, màn hình trắng này. Thì em đang soi đây thì không sao các bạn. Mảnh phụ thì nó ít khi bị lắm. Lại phát nữa xem nào. Không vấn đề gì các bạn. Ok, ngon. Mảnh phụ này thì nó hơi hơi cũ tí thôi, nó hơi kiểu là em bác cái chắc vọc cũng nhiều thì nó hơi cũ tí thôi, nhưng mà được cái là còn ngon. Đấy nhá. Nhận bình thường nhá. Đấy. Ok, thì có nghĩa là con máy này là sim sóng bình thường này, wifi bình thường này, nói chung là tất cả đều bình thường, trừ cái ngoại hình nó hơi bị kém một chút chút như vậy thôi. Đấy thì con này nếu như mà cái màn hình phụ ấy, thường thường là anh em thương gia giờ đang bán tầm 1 triệu ấy, thì con này nếu mà người dùng bán ấy, thì nó sẽ tầm khoảng rơi vào khoảng 700-800. Đấy, 700-800, và cái máy này, máy như cái tình trạng như này ấy, thì thường thường sẽ bán được khoảng tầm 3,5 triệu. 3,5 triệu nhé, tầm đấy. Đấy là cái đánh giá của em thôi, 3,5 triệu, và cộng với 800 kia nữa thì nó sẽ tầm khoảng 4 triệu, 4 triệu 3. Đấy, thì cả bộ này nó sẽ là 4 triệu 3, 4 triệu 3, và có một cái ốp ốp đẻo thôi. Sạc và cáp thì hai loại này, hai sạc cáp này thì nó chất lượng bình thường thôi nhé. Các bạn là muốn mua thì muốn nào sử dụng tốt hơn thì mua cụ khác cũng được, nhưng mà bộ này thì em nghĩ đang để giá tầm khoảng 4 triệu 3 hoặc 4 triệu 2 đến 4 triệu 3 là hợp lý. Đấy, thì bác nào mà muốn mua cái bộ này thì liên lạc với em nhé. Tại vì em test con này để mà bán hộ cho bác mà, tại vì bác ở bên Nhật bác không 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 trực tiếp bán được, cho nên là bác ấy nhờ em test và bán cho anh em. Đấy, thì bác nào mà mua thì con này em test kỹ rồi, như pin em thấy là ổn đấy, còn tất cả các thứ đều ok. Nó hơi sức chỗ này tí thôi, nhưng mà không sao. Em thấy là đáng dùng. Con này nếu mà tầm 4 triệu đến 4 triệu 3 là ngon. Đấy, tùy bác thôi. Rồi ok.
Các bác nào mua thì liên hệ với em nhé.